Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn cắt dự án Error trên kênh của mình thì mọi người bớt chút thời gian cho mình nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thưa các bạn, trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người một dự án đào coin đến từ nền tảng Nova Network. Đây là nền tảng mạng xã hội và khai thác token Nova mọi người nhé. Kèo này thì đang có trên cửa hàng Play, còn trên iOS thì anh em có thể lên tìm search cho mình từ Nova Network để xem có không nhé. Còn anh em dùng Android thì có thể lên cửa hàng Play tải ứng dụng này về cho mình. Dự án này khá là tiềm năng nên mình chia sẻ mọi người nhé. Hiện nay thì có rất nhiều kèo đào coin thì mọi người nhớ đăng ký kênh mình để cập nhật những cái dự án Eros và những cái dự án đào coin mới nhất mình chia sẻ trên kênh nhé. Ok, các bạn sẽ tải cái ứng dụng về cho mình này. Sau đó các bạn sẽ mở lên và đăng nhập cho mình. Ở đây các bạn đăng nhập bằng Gmail luôn nhé. Đây bạn đăng nhập bằng Gmail luôn. Click vào. Các bạn sẽ đợi một lát để nhấn load chọn tài khoản. Ở đây các bạn sẽ chọn một trong những cái tài khoản đây nhá. Đấy. Nếu các bạn có nhiều tài khoản này các bạn chọn, còn nếu các bạn có một tài khoản này các bạn chỉ dùng tài khoản duy nhất thôi. Rồi, vào đây thì các bạn sẽ tạo tên hiển thị này. Đấy. Gồm sẽ phải là từ 2 đến 20 ký tự nhá. Đấy. Rồi. Sau đó bấm xác nhận. Sorry mọi người nhé, mọi người bấm từ tên hiển thị tức là sau đấy bấm một tên tài khoản này. Đấy. Tên tài khoản này các bạn nhập tên của các bạn nhé. Ok, rồi sau đó bấm xác nhận. Cái này phải có ký chỉ ký tự và số nữa này. Đấy xong, đấy bấm từ xác nhận. Rồi. Tên mà dùng đã được sử dụng thế thì phải dùng khác. Ok, đã xong rồi nhá. Và là khi mọi người đăng ký xong thì vào đây thì mọi người sẽ nhận được là nó bảo là bạn là khách hàng thứ này bao nhiêu này, ui 35.000. Như vậy là dự án khá là thành công với tốc độ người sử dụng mọi người nhá. Đấy. Thì đây mọi người có cái tên này là cái mã để mọi người giới thiệu bạn bè luôn nhé. Đấy, cái này thì bấm để sau này. Đấy. Rồi vào đây chúng ta sẽ bấm vào đây để đào này. Ok. Rồi. Cái này có thể là không quảng cáo, cái này để sau luôn. Rồi. Bấm vào đào đào ta. Đây các bạn để cho mình nhé. Một cái hình cầu đây. Các bạn bấm vào đây. Đấy thì lập tức ở đây thì các bạn sẽ thấy này. Các bạn đào bấm vào đây nhé. Đấy. Thì nó sẽ cái này bạn cần hoàn thành KYC của bạn. Như vậy là 5 ngày liên tiếp đăng nhập thì các bạn sẽ bấm vào KYC nhá. Đấy. Còn bây giờ thì chưa bấm tiến lên này, đấy. Đây, đăng ký này, đấy. Thì các bạn bấm đăng ký này. Ok. 5 ngày liên tục thì các bạn sẽ bấm vào KYC nhá. Đấy. Đây này. Đấy, nó sẽ mở KYC trong vòng 5 ngày nhá. Đấy. Thì sau năm ngày thứ 5 thì các bạn vào bấm về KYC nhá. Ở đây thì mình chưa đủ 5 ngày bởi vì mới đăng ký mà nên chưa thể KYC hướng dẫn mọi người KYC được. Thì anh em mà đã KYC rồi thì có thể bình luận dưới video này để cho mọi người được biết nhá. Còn anh em nào chưa KYC thì các bạn đăng ký ngay hôm nay và chờ đợi trong 5 ngày nữa thì các bạn sẽ bấm vào đây để bấm với KYC nhá. Đấy. Đây là một cái dự án khá mới nên cũng chưa có gì là nổi bật, mình chỉ hướng dẫn mọi người đăng ký tài khoản thôi. Đấy, còn việc khai thác thì chúng ta cứ khai thác nhé, trong vòng 24 giờ, nền tảng này khai thác trong 24 giờ mọi người nhé. Ở đây có Nova Plus nữa này. Đấy, thì các bạn KYC thì các bạn sẽ chuyển sang được Nova Network Plus mọi người nhé. Còn chúng ta đang khai thác bên Nova thường này. Đấy, dưới này thì có những cái thông báo này. Đấy, ở đây thì mình đang khai thác trên Nova thường. Đấy. Dự án này thì khai thác trong vòng 24 giờ mọi người nhé. Đấy. Thì video đến đây là kết thúc. Hẹn mọi người những video và dẫn theo. Xin chào và hẹn gặp mọi người.